Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, nông nghiệp hữu cơ là gì? Làm sao để làm nông nghiệp hữu cơ đúng cách? Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều nông dân đặt ra. Với Lâm Đồng, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong nông nghiệp, thì những thế hệ nông dân trẻ đang từng bước đưa nông nghiệp hữu cơ gần gũi hơn với đời sống hàng ngày, và những sản phẩm từ canh tác hữu cơ đang dần chiếm lĩnh thị trường. Với lợi thế sẵn có và nhanh nhạy trong tư duy làm nông, nhiều thế hệ nông dân Lâm Đồng đã và đang dần quan tâm chuyển hướng sản xuất sang nông nghiệp hữu cơ. Cộng đồng làm nông không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật ở Lâm Đồng đã lên đến con số hàng trăm nông hộ, doanh nghiệp, và vẫn còn rất nhiều những nhà nông quan tâm đến lĩnh vực này. Hiểu về nông nghiệp hữu cơ là nó là phương thức canh tác nông nghiệp hữu cơ. Phương thức này dựa trên 4 nguyên tắc mà thế giới đã chấp nhận, đó là nguyên tắc về sức khỏe. Sức khỏe cho đất, sức khỏe cho tất cả những cái môi trường sống xung quanh. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc về sinh thái. Nguyên tắc về sinh thái là nguyên tắc về làm cho cân bằng sinh thái bằng các hình thức, bằng các cái chu trình tự nhiên ở trong trại. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc về công bằng. Nguyên tắc công bằng tức là công bằng cho tất cả mọi những cái gì mà ở trên cái trang trại đó. Và nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc về cẩn trọng khi mà sử dụng nông nghiệp. Trong nông nghiệp hữu cơ mà canh tác thì phải đưa các đầu vào và phải theo cái tính cẩn trọng, xem xét cẩn thận trước khi làm. Chứ nông nghiệp hữu cơ không phải là hình thức gọi là chỉ xài chất hữu cơ, phân hữu cơ thì gọi là nông nghiệp hữu cơ. Phải đảm bảo đúng 4 nguyên tắc đấy mới được. Đối với lại thế hệ trẻ mà khi làm startup thì bắt buộc họ phải có kiến thức. Làm nông nghiệp hữu cơ mà không có kiến thức thì giống như đâm đầu vào đá vậy thôi. Tức là bắt buộc phải có kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, bắt buộc phải có kiến thức về việc canh tác để hiểu đúng và để làm cho đúng. Đương nhiên nữa là khi mà các bạn làm thì cũng cần phải có vốn. Nguồn vốn thì thực sự quan trọng, bởi vì làm nông nghiệp hữu cơ là một chiến lược dài hơi, 5 năm hoặc 10 năm, cho nên bắt buộc phải chuẩn bị cái nguồn vốn cho đầy đủ. Bà con hiểu được cái nguyên tắc về sinh thái, tức là sử dụng tất cả những cái nguồn hữu cơ có sẵn ở trong trang trại để tuần hoàn trở lại. Đồng thời sử dụng các cái nguồn phân bò ở các trang trại lớn đưa về, nhưng mà tất cả đều phải ủ hoa hết. Rồi có thể sử dụng một số cái tiến bộ, đó là ủ các cái loại nguyên liệu này kia, ví dụ như là các loại nguyên liệu về đậu hoặc là cá, hoặc là tận dụng tất cả những cái gì mà có thể để làm cho nông nghiệp hữu cơ. Nhưng mà tất cả đều phải ủ hoa và đồng thời là được xử lý trước khi sử dụng. Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ nếu trong trường hợp mà bà con nông dân mà làm theo cái nông nghiệp hữu cơ, thì có một cái nghị định về nông nghiệp hữu cơ 109 để hỗ trợ cho bà con nông dân làm nông nghiệp hữu cơ bằng việc ví dụ như là có thể cấp cho kinh phí để chứng nhận cũng như là kinh phí để thực hiện cái nông nghiệp hữu cơ trên trang trại của mình, cho nên bà con hoàn toàn có thể cũng vẫn có thể làm được. Nông nghiệp hữu cơ nó khác với lại cái GAP và khác với HACCP. HACCP là cho cái nhà máy sản xuất thực phẩm, còn GAP thì là nông nghiệp là gọi là nông nghiệp sạch, nông nghiệp thực hành nông nghiệp tốt. Thực hành nông nghiệp tốt này thì nếu thực sự bà con làm theo GAP tốt thì cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng mà hiện nay thì đối với cái GAP của chúng ta thì cái bà con hiện nay là làm chưa có chuẩn. Chỉ có một số bà con làm theo hữu cơ đấy thì bắt buộc phải theo cái thị trường. Thực sự khi mà những người mua họ cần theo đúng cái nông nghiệp hữu cơ thì mình làm. Tức là muốn lấy tiêu chuẩn thì mình lấy cái giấy chứng nhận, còn nếu không thì mình cứ làm theo hướng hữu cơ mà các nơi chấp nhận thì là được. Những buổi hội thảo với chủ đề nông nghiệp hữu cơ như thế này luôn thu hút được rất nhiều nông dân trong vùng sản xuất Lâm Đồng. Đó là những người làm cà phê hữu cơ, rau hữu cơ hay cả những sinh viên với khát khao làm nông nghiệp sạch, tạo ra giá trị cho đất, cho chính mình và cho quê hương. Là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ đi làm tình nguyện ở một vài nơi hoặc là một vài nước. Sau đó thì em sẽ mang cái kiến thức đấy để về quê để mở rộng cái hướng nông nghiệp hữu cơ này ở quê em. Tại vì hiện nay thì ở quê em họ cũng không có phát triển được cái mô hình hữu cơ này. Cho nên là em sẽ cố gắng để phát triển ở quê em, cũng như là nếu mà được hợp tác với những cái nông trại hữu cơ khác thì có thể mở ra một cái mạng lưới lớn hơn, có thể giúp mọi người hiểu sâu hơn về nông hữu cơ và từ đó phát triển nên nông nghiệp bền vững. Làm tình nguyện viên vì sở thích, cho nên em có thể là chưa nghĩ tới cái việc là mình sẽ mở rộng về hướng kinh doanh.
mà chỉ tạo dựng được cái môi một cái khu vườn mang tính là hữu cơ cho gia đình mình. Làm nông nghiệp hữu cơ dễ mà không dễ, bởi phải làm sao vừa đảm bảo cho cây trồng phát triển mà không cần dùng đến bất cứ hóa chất nào, vừa tạo ra môi trường sinh thái đa dạng, lại cần phải quản lý được côn trùng trong vườn. Quả ngọt là những sản phẩm làm ra trong quá trình canh tác hữu cơ được người tiêu dùng ghi nhận đánh giá cao. Ở trong farm mình làm được 10 năm rồi. Tụi mình chuyên về cái dòng của Arabica và tụi mình đang theo cái tiêu chí của Specialty Coffee. Đó là một sản phẩm được định nghĩa là ngon từ bản chất của cây cà phê. Nhưng trong cái lĩnh vực của cây cà phê thì mọi người hầu như đa số là đang quan tâm đến cái dòng sản lượng chứ không quan tâm đến cái vấn đề chất lượng. Trong cái vấn đề chất lượng đó thì nó có rất là nhiều cái lĩnh vực mà nó có liên quan đến vấn đề hữu cơ. Chẳng hạn như là cái môi trường tương tác về hệ cây tương tác với nhau rồi phân cho thuốc men như thế nào để mà tạo nên chất lượng của cái hạt cà phê được tốt hơn. Nông nghiệp hữu cơ đã không còn xa lạ đối với nhiều người. Làm nông nghiệp hữu cơ trước hết là bảo vệ chính những người sản xuất tránh khỏi tác hại của hóa chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, làm nông nghiệp hữu cơ cần có quá trình học hỏi, trao dồi kiến thức, đồng thời phải bắt nguồn từ việc tạo ra hạnh phúc cho chính những người sản xuất, từ đó làm ra những sản phẩm nông nghiệp hạnh phúc và bán ra những sản phẩm hạnh phúc, đạt được mục tiêu cân bằng sức khỏe, bảo vệ và môi trường bền vững. Bà con và các bạn thân mến, phần tiếp theo của chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với một khu vườn đặc biệt ở huyện Bảo Lâm. Nơi đây không chuyên biệt một loại cây trồng nào, mà lại giữ lại những cây rừng chăn nuôi bò tự nhiên, với mong muốn bảo tồn một mảnh vườn trong lành tự nhiên. Ít ai nghĩ ngay giữa khu sản xuất lại có một khu vườn kỳ lạ như thế này. Không như những nông hộ khác, chỉ trồng cà phê hay chè, dâu tằm, bà Ca Bà Rèn lại giữ mảnh vườn với nhiều loại cây rừng trồng xen với chè cổ, cà phê và những loại cam trái. Dưới tán khu vườn rừng rộng gần 1 hectare này, bà chăn nuôi bò và gà thả vườn để cải thiện kinh tế gia đình. Theo bà, việc chăn nuôi và trồng trọt tự nhiên như thế này mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, không chỉ giữ được nguồn đất sạch, các loại cây cộng sinh với nhau cũng tạo nên hiệu ứng rất tốt. Bò có cỏ và lá cây tự nhiên để ăn. Không cần cung cấp thêm cỏ hay các loại thức ăn công nghiệp tốn kém, đồng thời giữ được môi trường rất trong lành. Nên cái gia đình cô nó khác hẳn người ta. Cô không thích cà phê thì chỗ nào cũng có hết rồi. Cái này nó thích để trồng bơ này, sầu riêng, nó tính vậy. Chỉ bò này với heo với gà thì ba thứ này. Thì cô nuôi thì để dùng trong gia đình thôi. Vừa bán vừa làm thịt vừa ăn. Có khi đám vỗ mẹ, đám vỗ ông hay là ông nội bên kia cũng làm bò hết rồi. Mai mốt giá nó bò không còn nữa là không, không có sức bố mẹ mà nuôi nữa. Đấy, trồng sầu riêng này với lại bơ. Trang đủ thứ trái cây trong này. Hiện ở xã Lộc Tân có hơn chục hộ chăn nuôi thả vườn như thế này. Tuy nhiên, mô hình thả bò dưới tán vườn rừng thì chỉ có hộ bà Ca Bà Rèn thực hiện. Đây cũng là hộ chăn nuôi bò lớn nhất trong xã với tổng đàn trên 50 con. Cách đây thì khoảng cỡ 10-15 năm ấy, thì bà con thì trồng là nuôi là đa số là cái chăn nuôi bò cỏ. Thì cái hiệu quả kinh tế thì nó cũng kém. Thì hiện tại là khi này thì cũng có được tỉnh với lại huyện cũng hỗ trợ cái bò lai, bò dê bu. Thì cũng là có lai tạo giống cho bà con được 5 hộ năm 2015 ấy. Thì giờ là hiện tại bây giờ bà con là cũng nuôi cái bò lai thì cũng có hiệu quả kinh tế thì nó cũng phát triển nhiều hơn thì so với cách đây cỡ 5-10 năm về trước thì bà con là cũng có hướng là phát triển là chăn nuôi là phát triển là cứ bây giờ là có hộ thì nuôi 5 con, 10 con, 3 con gì đó.
Nếu như việc chăn nuôi trong chuồng trại mỗi năm khiến người nông dân tốn kém hàng chục triệu đồng để mua cỏ, rơm rạ, thức ăn, thì thả bò trong khu vườn rừng như thế này lại tiết kiệm được một khoản đầu tư thức ăn không hề nhỏ cho bò. Hơn nữa, lượng phân bò thải ra trong vườn lại cung cấp dinh dưỡng ngược lại cho khu vườn phát triển tươi tốt. Ở khu vườn này, bà Cabaret không cần sử dụng đến bất cứ loại phân hóa học nào, mà chỉ tận dụng lớp mùn từ lá cây rừng trong vườn và phân bò. Nhiều cây rừng trong khu vườn có giá trị cao, được trả mức giá vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, nhưng bà Cabaret từ chối bán vì muốn để lại khu vườn tự nhiên cho con cháu. Với cuộc sống hiện tại, nhiều người chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh tế, thì một khu vườn rừng gần gũi với tự nhiên như thế này lại vẫn có thu nhập đều đặn hàng năm, là một điểm nhấn đặc biệt trong việc phát triển nền nông nghiệp bền vững, gần gũi với tự nhiên của huyện Bảo Lâm. Thưa bà con và các bạn, vườn cây có múi sau khi thu hoạch không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng dẫn đến suy kiệt. Bên cạnh đó, bộ phận lá sau giai đoạn quan tổng hợp để nuôi trái sẽ bị giá không còn tốt. Làm thế nào để phục hồi sau thu hoạch? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đối với việc bón phân phục hồi vườn cây có múi, đặc biệt là cây cam, bà con nên bón phân một cách hợp lý dựa vào độ tuổi của cây. Lấy tỷ lệ đạm chia cho kali, nếu ra kết quả dao động từ 2 đến 2,5 là thích hợp nhất. Tránh bón thừa phân đạm, làm trái bị to và chua. Vào thời điểm hiện tại mưa nhiều, nước được tích trữ trong đất rất nhiều. Vì vậy, phải làm cho đất thật ráo, rút nước ra khỏi vườn để giữ mực nước từ mặt liếp xuống mặt nước khoảng 8 tấc. Sau khi thu hoạch, cần bón vôi toàn bộ mặt liếp từ 50 đến 100kg trên một sào, để sát khuẩn, ngăn chặn nguồn dịch bệnh không phát triển mạnh vào mùa mưa. Bên cạnh đó, không xới đất vào mùa mưa, do rễ cây bị ảnh hưởng bởi một số bệnh thối rễ gây ảnh hưởng đến bộ rễ cây. Sau khi thu hoạch, nên bón phân chuồng để giữ đất màu mỡ. Nên kiểm tra đất vườn xem chỉ số màu mỡ của đất, hàm lượng hữu cơ trong đất phải đạt trên 2%. Lân dễ tiêu thụ phải đạt hàm lượng 80mg trên 1kg. Magie và kali dễ tiêu phải từ 100mg trên 1kg, nguyên tố canxi phải trên 1000mg trên 1kg. Đây là những chỉ số làm cho chất lượng cây có múi ít bị khô và giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất. Khi bón phân vào thời điểm trái rụng nhụy, bà con cần lưu ý. Từ tuần 1 đến tuần thứ 25, rất cần tăng kích thích trái. Có thể bón công thức đạm cao hơn các loại chất khác. Sau tuần 25 tiếp tục phun thuốc dưỡng để tăng kích thước trái. Giai đoạn cuối, cần bón thêm kali để trái ngọt, mỏng vỏ. Tránh bón nhiều kali sẽ làm trái không lớn được. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.